Loạt ảnh nhạy cảm đến mức suýt lộ vùng kín lan truyền trên mạng xã hội, Trang Nemo lên tiếng nói gì? Sau một ngày trở thành đề tài bàn tán không mấy tích cực trên mạng xã hội, mới đây, Trang Nemo đã có đôi dòng chia sẻ về sự việc trên trang cá nhân. Ngày 10 tháng 1 vừa qua, trên nhiều diễn đàn mạng xã hội xuất hiện thông tin một thẩm mỹ viện đăng tải hình ảnh nhạy cảm của khách hàng là người nổi tiếng lên fanpage để quảng cáo cho dịch vụ làm đẹp khiến dân mạng bàn tán sôi nổi. Rất nhanh chóng, cư dân mạng đã tìm ra danh tính của vị khách hàng nổi tiếng lộ hình ảnh nhạy cảm không ai khác chính là Trang Nemo, hot girl vướng nhiều lùm xùm thời gian qua. Sau một ngày trở thành đề tài bàn tán không mấy tích cực trên mạng xã hội, mới đây, Trang Nemo đã đăng tải dòng trạng thái gây chú ý trên trang cá nhân. Rồi đi làm trẻ hóa, cô bé là sai, là có tội. Chuỗi drama mệt quá sức mà. Theo hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội, cơ sở thẩm mỹ này đăng tải hình ảnh của Trang Nemo che chắn rất ít, gần như để lộ cả vùng nhạy cảm của cô. Ngay sau khi những hình ảnh nhạy cảm của Trang Nemo xuất hiện, rất nhiều người nhắc đến tên cô trong các bình luận với hàm ý giễu cợt, mỉa mai. Đồng thời, sự thờ ơ của Trang Nemo đã khiến một số netizen nghi ngờ ồn ào trên có phải vì mục đích PR cơ sở thẩm mỹ kia. Nhiều dân mạng cũng phát hiện trước đó, Trang Nemo đã không ít lần đăng tải hình ảnh quảng cáo cho những dịch vụ làm đẹp khác của cơ sở này. Tuy nhiên, về vấn đề này, Trang Nemo vẫn chưa lên tiếng giải thích.